Rồi, ok. Bữa nay giới thiệu với cô chú anh chị mình một con ghe tầm khoảng 35 tấn chạy máy Yamaha thủy động cơ nha cô chú anh chị. Ok, mời cô chú anh chị xem clip. Ok, em nói mặt mày sáng láng lắm nha anh chị. Mặt mày quạo lắm. Chiều ngang qua là 3m2. Công đà be bọng là sau núi 100%. Rồi, em vô chi tiết luôn. Sáu phân đủ nha, vuông gốc luôn. 11 từ trước tới sau, hai cặp ga lớn lắm nha cô chú anh chị. Hầm mũi hầm lá là 011 gì hết nha. Điều 11 đồ là em cam đoan, tại vì nhà em làm chạy cây mà không có vụ mà một đâu, ga một là em không có bán đâu, bán mất uy tín lắm. Chỗ nào một nói một, chỗ nào mà tốt thì nói tốt, để mất công mua về nói lời ra tiếng vào mất công mệt lắm nha anh em. Đây, từ trước tới sau, ghe này là hồi xưa đi miên nha anh chị. Ghe này thì ghe xưa chạy máy Yamaha 345, để cái bạch cái nổ, để lâu quá rồi cũng không có để. Đây là sau lái. Ghe cứng cáp nha anh chị, không có mục gì hết nha. Xem ghe tại chợ Hòa Ninh, Long Hồ, Vĩnh Long. Hồi em test máy cho cô chú anh chị mình xem luôn nha. Máy là bao không hơi hám gì hết. Tại ghe này kỹ lắm, không kỹ hư mất tiêu rồi chứ đâu còn tới giờ. Chiếc này có cặp ga lớn lắm nha anh chị. Cặp ga này để coi. Cặp ga 4 tấc 1, gần 4 tấc 2 luôn. Dài từ trước tới sau. Ý, 4 cặp ga luôn chứ. Đây một cái, đây một cái, bên đây một cái nữa, đây một cái, đây một cái, dữ vậy ta. Ok, anh chị mến thì cho em một like và subscribe kênh em nha cô chú anh chị. Chủ này kỹ là để nhôm lên tới trên cao luôn chứ không phải là ghe bị mục bị gì nha cô chú. Ghe liền từ đầu tới đuôi. Này về mình cho uống dầu cái làm đi thôi chứ không có làm gì. Ok, chứ dịch thao luôn. Rồi, chào cô chú anh chị mình nha.
Rồi giờ test máy cho mấy anh em coi luôn nha. Quay 5-6 vòng mà chạy rồi. Ok. Thôi hơi hám luôn nè. Đó, hơi đẹp luôn. Okay.